lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa tươi Vinamilk Green Farm, top 1% đầu bếp thế giới công nhận về vị ngon. Thank you.
xin một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho tiết mục Mong Ước Kỷ Niệm Xưa với Orgenas, Vũ Thảo My, Lily và Orange. Thật sự là những kỷ niệm đã trở lại rất là nhiều và chúng ta cảm thấy cực kỳ xúc động. Chắc mời chủ nhân của cái ca khúc này, ca sĩ khách mời Ngọc Anh sẽ cùng lên sân khấu trò chuyện với chúng ta được không ạ? Chào mừng ở đây cho chị Ngọc Anh ạ. Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý vị và các bạn trẻ thân yêu. Chào Thành thân yêu. Chào chị yêu dấu. Cảm ơn Thành đã giới thiệu Ngọc Anh là chủ nhân của bài hát. Nhưng để mà nói chính xác thì là Ngọc Anh là một phần nhỏ trong bài hát này. Bởi vì Ngọc Anh muốn mọi người nhớ đến người đã sáng tác bài hát này. Và chúng ta nên dành một phút để tưởng nhớ và cảm ơn đến người nhạc sĩ vừa ra đi. Đó là người sáng tác bài hát này, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương. Một tràng pháo tay cho nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương. Và Ngọc Anh cùng ba A đã mang bài hát này đến với mọi người. Ngay lúc này đứng ở đây nhớ đến ba A vô cùng. Và Ngọc Anh biết rằng là ở dưới này có rất nhiều bạn trẻ. Khi mà ba A hát ý, thì chắc chắn là các bạn chưa ra đời đâu. Những năm 1995 cho đến năm 2000. Ba A là năm nào không còn hát với nhau nữa? Ba A ra đời năm 1995 và dừng lại năm 2000. Bởi vì khi lúc đó Ngọc Anh có em bé. Và cái bài hát cuối cùng cũng chính là bài hát này. Khi mà ba A nắm tay nhau hát cái bài hát này, nước mắt cả ba đứa giàn giụa khóc ôm nhau hát bài hát này. Bài hát này rất rất là nhiều kỷ niệm. Dạ đúng rồi. Ngọc Anh nghĩ là tại sao chúng ta lại không cùng hát với nhau một đoạn đấy nhở? Yeah. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người. Để tình yêu ước mơ mãi không phai. Cảm ơn, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn chị, thank you. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm xúc của em về bài hát này như thế nào? Từ cái thời em học cấp 3 thì em cũng đã diễn văn nghệ rất là nhiều. Nhưng mà cái thời điểm đó em chưa có cảm nhận được hết cái ý nghĩa cũng như là những cái cảm xúc của bài hát này. Cho đến ngày hôm nay em hát lại từng câu từng chữ nó mới rất là thấm. Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Em rất là mong ước là sẽ có một ngày nào đó quay trở lại từ cấp 3. Tại vì đó là một cái khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em cho tới bây giờ ạ. Dạ. Lily bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em sinh năm 96. Ôi, Lily quá trẻ luôn các bạn. Hôm nay mặc cái áo dài nhìn y như học sinh thiệt luôn á. Đúng không các bạn? Vũ Thảo My thì sao, em hát bài này em thấy sao? Em cũng đã hát bài hát này rất là nhiều ở những cái lần thi văn nghệ hồi đi học. Sự thi là do hát hay gì là chắc là được lớp đề cử thi nhiều lắm đúng không? Dạ em có được lớp em đề cử hình như hơn năm lớp 9, lớp 10 gì đấy. Và may mắn cho em lại cũng được giải nhất. Được thi đấy vì bài hát này. Yeah. Nên trộm là vía mình lấy vía bài này nhá. Trộm vía đấy, em mong ngày mai em cũng lấy vía được như thế. Còn Orgenas thì sao, hôm nay lần đầu tiên anh nghe em hát sâu lắng tình cảm quá trời. Em cảm ơn anh Thành, em cảm ơn tất cả mọi người. Thì trường hợp của em khá là đặc biệt. Bình thường mọi người sẽ học 3 năm cấp 3. Thì em đến 5 năm lận. Thì em đến 5 năm lận. Xem học kỹ vậy? Xem học kỹ vậy? Chuyện gì xảy ra với em? Em bị lưu ban. Do quậy quá. Quậy. Nhưng mà chính vì là cái đặc điểm đấy, em được gắn bó lâu hơn. Gắn bó lâu hơn so với tất cả các bạn đồng trang lứa. Trời ơi, đây là một lý do tuyệt vời để lưu ban luôn á, thiệt á. Sao cái việc lưu ban mà nó nói nghe thơ mộng quá vậy trời. Anh thích cái suy nghĩ tích cực và văn minh của em. Chính vì thế cho nên là cái ngày phải chia tay trường cấp 3 ấy, đối với em thì em cảm thấy đấy là 5 năm rất là ý nghĩa với em. Mấy thầy cô có nói là con cuối cùng con cũng chịu rời trường rồi hả? Có nói vậy không? Thầy cô thì không nói thế ạ. Thầy cô bảo thôi lâu rồi mày ra trường mới cho tao nhờ. Dạ em xin hỏi chị Thanh Lam, chị nghe cái bài hồi nãy bốn bạn hát, chị có cảm xúc gì không chị? Chị thấy mấy bạn hát hay không ạ? Quá hay luôn ý. Trong cái phần này thì thấy giọng của các bạn phát triển hơn rất là nhiều. Mà khi nghe những cái bài hát solo sau chương trình là sẽ thành những cái giọng ca mà số 1 của Việt Nam đấy. Rất ôi, hay. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Chị thương chị đẩy nó lên số 1 lẹ quá luôn. Cho bay phát vút lên số 1 luôn. Ok. Cảm ơn chị. Chị Minh đây sao chị Minh? Khi mà các em hát bài này á, chị chìm đắm về những cái ký ức mà chị đã từng có. Và thật sự rằng là nước mắt chị cứ rơi.
Bởi vì những ngày tháng đó cũng là những ngày tháng chị có nhiều kỷ niệm lắm. Và chị là chiến thần của tất cả những trường mà chị đến học, từ các trường cho tới các quận và cho lên thành phố. Chị có nhất. Rất ít khi nhiều. Yeah, ôi ngày hôm nay chị em mình lại có một kỷ niệm, đó chính là chị đã từng biết một người mà đã lưu ban 2 năm để cùng ra trường với chị. Đã có người thay vì họ ra trường sớm hơn chị 2 năm thì họ đồng ý lưu ban ở lại 2 năm để đợi cùng học chung với chị thêm 2 năm nữa và cùng ra trường với nhau. Ai đấy? Và câu chuyện của Ochinet vừa rồi thật sự rằng là rất là xúc động với chị. Ai đấy nói ra đi, cộng đồng mạng truy lùng người đó giùm tôi. Ai đấy nói ra đi, người này là người trước anh Hoài Sa. Trời ơi! Ôi nhiều thế, nhiều thế. Tôi cần một sự tìm hiểu của cộng đồng mà. Chị tưởng là mối tình đầu là Hoài Sa. Xin lỗi. Xin cho lỗi tới thời điểm này thì rằng là hai chúng tôi đã yên bề ra thất, cho em xin lỗi anh. Eo ơi. Cảm ơn chị Dũng. Ok. Dũng, ngày xưa là em có học trung học ở Việt Nam không? Nếu em không nhớ lầm thì em đã được hát bài này trên sân khấu của trường cấp 2. Khi nhìn các bạn trên bộ trang phục hôm nay, kỷ niệm cấp 2 ùa về, rồi kỷ niệm cấp 3 cũng ùa về. Người còn, người mất, cho nên... Tại vì có nhiều cái biến động xảy ra quá nhờ, đúng không? Nào là Covid, nào là thời gian, Thành cũng vậy, gần đây tự nhiên cái mình nghe thông báo là ôi, mày nhớ cái thằng bé gì đó ngày xưa học chung với mình không gì đó, nó mất rồi. Cái mình trời, hồi xưa mình gây lộn với nhau, rồi mình chơi với nhau, giận nhau, rồi lại huề. Tự nhiên bây giờ mình đang ở đây, mình nghe thông báo, ôi, bạn mình mất rồi. Mọi thứ đều có thể xảy ra và nó nhanh quá. Hôm nay vô tình tiết mục này nó được mang lên sân khấu của Our Song. Tất cả chúng ta ở đây, mỗi người đều nhớ về những cái kỷ niệm xưa của mình. Đó là những gì mà Our Song luôn muốn hướng đến mọi người. Bởi vì rất đúng tiêu chí của chương trình, chúng ta đang du hành thời gian để trải qua rất nhiều cột mốc thời gian khác nhau trong cuộc đời của mình. Và hãy trân trọng thời gian các bạn nhé, bởi vì chúng ta không có quá nhiều thời gian đâu. Hãy yêu thương nhau nhiều hơn. Các bạn ơi, yêu nhau ngay bây giờ bên cho Orange, mã số 01, Vũ Thảo My 02, Orgenus 03, Lily 04, bình chọn bắt đầu. Mọi người ơi, mọi người hãy cùng bình chọn cho Vũ Thảo My để Vũ Thảo My có thể tiếp tục gửi đến cho mọi người những màn trình diễn thật là Kelly. Thank you. Mọi người ơi, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò thứ tư là số bình chọn của Ly nha. Duyên dáng thông minh. Dạ mọi người ơi, nếu như mọi người thích Lily thì mọi người bình chọn số 1. Nếu như thích Ogenus thì hãy bình chọn số 1. Nếu như thích Vũ Thảo My thì hãy bình chọn số 1. Còn Khương Hoàng Mỹ, Orange thì cũng bình chọn số 1 luôn à. Mọi người ơi, mọi người có ưng ngoại hình này không? Mọi người có ưng giọng hát này không? Hãy bình chọn cho tôi còn nhiều cá cho mọi người xem lắm. Thế hệ của Minh từ trước tới giờ, khi mà mình hát xong á, cái niềm vui và hạnh phúc nhất là mình lắng nghe cái tiếng vỗ tay của khán giả, trân trọng, mỉm cười và cảm ơn. Nhưng mà thời điểm này thì Gen Z thẳng thắn kêu gọi bình chọn cho mình luôn, miễn sao để cho khán giả cảm thấy rằng là yêu mình, thích mình, bình chọn cho mình. Thời gian bình chọn đã hết. Một lần nữa, một tràng vỗ tay nồng nhiệt cho tiết mục Mong Ước Kỷ Niệm Xưa với Ogenus, Vũ Thảo My, Lily và Owen. Thẻ VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.